Xin chào tất cả anh em, một cục đẩy hai kênh công suất lớn lên tới 1.800W một kênh ở chế độ 8 ohm và 4 ohm sẽ là 2.700W. Thì ngày hôm nay bên em có giới thiệu với tất cả các bác một mẫu đẩy đến từ thương hiệu LX Acoustic với model TD1800 mạch Class TD rất là uy lực. Tất cả sử dụng đều là những linh kiện cắm, chính vì vậy độ bền rất là cao và chất âm cho ra rất là chi tiết và rất là uy lực. Với công suất là 1.800W thì anh em có thể chơi ra được rất là nhiều các dòng súp kép bass 50 ở trên thị trường hiện nay, coi 100 hoặc là coi 125 đánh căng luôn anh em nhé. Mặt cục đẩy này thì anh em có thể thấy được thiết kế rất là đẹp, mặt đúc nhìn nó rất là chất đúng không ạ? Hàng này thì nhìn nó rất là khỏe khoắn, đẩy size 3U và có cân nặng khoảng tầm 37 cho đến 38 kg cả thùng hộp. Ok ạ, một mẫu đẩy rất là đẹp, sử dụng chiết áp bi em nhé, chiết áp bi và tất cả bên trong là nguồn xuyến và là bằng đồng hết. Cái đặc biệt của cục đẩy này, nó sử dụng sò MJN cho ra một cái hiệu năng rất là cao và đó là một cái dòng sò rất là đắt tiền ở trên cục đẩy TD1800. Sản phẩm hàng chính hãng đều có tem bảo hành chống hàng giả. Anh em có thể quét mã QR check bảo hành điện tử ở ngay trên cục đẩy này. Một mẫu đẩy rất là đẹp, rất là đáng chơi và mẫu đẩy mới nhất năm 2024. Hiện tại thì bên em đang chào bán với giá 13 triệu đồng, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác. Ok chưa? Một mẫu đẩy hai kênh rất là đẹp, nhìn nó rất là chi tiết và rất là chắc chắn. Đằng sau thì sẽ quay cho tất cả các bác để được xem sẽ chi tiết hơn về cái mặt đằng sau này. Mặt đằng sau thì anh em có thể thấy đầu vào thì chúng ta sẽ có hai cổng input này, hai cổng input đầu vào đúng không ạ, cổng input B và cổng A. Ok chưa? Ngoài ra thì nó sẽ có hai cổng link anh em nhé, hai cổng link, cổng link A và cổng link B. Tiếp đến thì đầu ra thì chúng ta có thể sử dụng bằng cái lỗ speaker này hoặc là sử dụng bằng cái rắc cài này, cầu xoắn này đều được anh em nhé. Ở đằng sau thì đây, theo em thấy thì nó có cái mạch cắt súp trực tiếp ở trên cục đẩy TD1800 này. Đấy. Cái phần đây, cái phần anh em gạt xuống cái phần now pad này anh em nhé, gạt xuống phần now pad thì nó sẽ cắt ở cái giải giải cao. Ok chưa? Còn nó gạt cái phần high pass filter này thì nó sẽ cắt ở cái giải thấp. Rất là hay. Con này thì chuyên dành sự kiện, chuyên dành để cho anh em chơi sự kiện. Thằng này thì rất là ok rồi, đánh rất là căng. Đằng sau thì đây, chúng ta có thể thấy hai quạt tản nhiệt rất là to, rất là đẹp. Nội thất cục đẩy này thì em cũng đã cho anh em xem rồi ở cái video trước rồi. Nội thất nó rất là đẹp. Đấy, và cái dây nguồn này, dây nguồn nó rất là to đúng không ạ? Dây nguồn này thì quá là gấu rồi. Dây nguồn đúc luôn. Ở đây thì bây giờ em sẽ test một cái bản nhạc em nhé, đánh súp để cho chúng ta cùng nghe. Em sẽ cắm nhạc trực tiếp vào, không cắm nhạc trực tiếp vào nhé. Hoặc là khả năng em sẽ sử dụng cốt đi, sử dụng cốt đánh sẽ nó sẽ uy lực hơn. Sử dụng cốt em nhé. Thì đây, đây là dây này là dây súp này, em sẽ cắm vào cổng B này. Ok chưa? Và đây là dây full thì sẽ cắm vào cổng A. Đấy. Và sẽ sử dụng một con cốt cơ em nhé. Sử dụng một cốt cơ để cắt súp trên cục đẩy này. Em sẽ cho điện thoại đợi em một chút. Ok, thì bây giờ em sẽ kết nối với một con cốt cơ và sẽ đánh một cái bản nhạc cắt súp trên cục đẩy này rất là hay. Sử dụng con cốt DBX223XL, con này giá rất là rẻ em nhé, chỉ có 1.400.000 đồng. Đấy, không những thế còn bao ship toàn quốc cho tất cả các bác.
tẩy này thì về các bác chơi yên tâm, làm sự kiện đám cưới thì bao bè, chất âm thì đánh thì quá là ok luôn, nó rất là uy lực. Bây giờ em sẽ test một cái bản nhạc và sẽ bật công tắc nguồn lên em nhé. Ok chưa? Và anh em bạn cùng nghe. Trực tiếp với bên em qua số điện thoại bên dưới. Video em xin dừng tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm.